Đó thì đây là những cái viên gạch đầu tiên cả nhà. Ba viên đã đặt đầu tiên rồi. Bây giờ anh lát cho bằng ngang với là mặt mộ, ngang với phần đế mộ của cậu Năm Vũ Linh. Đây là bên tổ lắp mộ nha cả nhà. Các anh giờ này mà các anh vẫn chưa có nghỉ trưa, làm việc xuyên dưới ánh nắng luôn. Mồ hôi chảy nhễ nhại luôn cô chú anh chị ơi. Rất là thương các anh luôn. Những viên đá đầu tiên đã được lót và những bao xi măng đã được trộn đây nè cả nhà. Mấy anh có viên người ta dùng luôn. Đó. Nè cô chú anh chị thấy ha. Đó. Những viên đá đầu tiên đã được lắp rồi. 4 viên rồi cả nhà ơi. Mộ cậu Năm thì cả nhà thấy sáng hôm nay thì gạp đã được tháo dỡ ra rồi, nắng rất là nhiều. Ánh nắng đã chiếu vào mộ cậu Năm, coi như là trời đất đã giao hòa với nhau. Và ở trên thì trời xanh, trong xanh luôn cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thì cả nhà thấy ha. Những viên đá đã được lót lên rồi. Anh trộn hình như là được một bao xi măng, được bao xi măng hả ta? Một bao xi măng với cát thì không có đá nha cả nhà. Cái này không phải bê tông mà là cái giống như là hồ khô cả nhà. Giống như là hồ khô đó, anh đã lót những cái viên này. Ở phía ngoài kia thì mấy anh kia thì làm công đoạn khác. Công đoạn là mấy ảnh cứ đào đất lấy mặt bằng rơi ra tới đường luôn. Ảnh tưới nước cho nó mềm mà cô chú anh chị. Con bướm nó đậu ngay mặt của cô Năm luôn. Cô Năm về con bướm đậu ngay mặt luôn. Để bay đi rồi. 2, 4, 6 viên, 7 viên gạch đầu tiên. Ảnh sẽ ưu tiên, ảnh lấy cái ni là từ mộ, từ trước mộ cậu Năm, từ trước phía trước đối diện mộ cậu Năm, ảnh lấy cái ni trước, sau đó ảnh lót dài vào bên trong và lót dài ra đường. Đó, cả nhà thấy ha. Mấy anh thì có những cái cây này gọi là cây chuyên nghiệp của anh gõ cái tà cái đầu luôn cả nhà. Những cái cây gỗ này. Đó. Tại vì nó thứ nhất nó mềm và nó không làm cho cục đá nứt bể, đúng không? Cây sắt thì nó sẽ có độ cứng nhất định, nó không có tưng. Sắt này nó cứng hơn đá đúng không? Đúng rồi, nó tưng lên và nó sẽ dễ làm cho cục đá nứt. Cái đó thì cái điều ai cũng biết. 15 ếch hỏi một câu là trả lời. Không biết. Ai cũng biết, chỉ một người cũng biết. Đây, mấy anh này thì trời nắng, giữa trời nắng luôn cả nhà. Tội nghiệp mấy anh thợ quá, mấy anh cũng không nghỉ trưa luôn. Mấy anh cũng không nghỉ trưa mà anh ngồi đây anh làm luôn cả nhà. Không được, em tào lao. Em lấy đá anh sau lưng em đi. Nhưng mà nó đá nó thấm vô trong men. Dạy. Đây, ở phía ngoài này thì mấy anh đây. Ảnh đắt ở ngoài này thì nó có phần hơi cứng hơn nên mới ảnh tưới nước cả nhà. Ảnh tưới nước, ảnh cuốc. Sau khi cuốc xong thì ảnh đưa lên xe ba gác này ảnh chở đi. Chở đi để đổ lên một nơi khác là đất dư đó. Đất dư mình cần phải bỏ đi, loại bỏ đi. Đó, đất này là gọi là đất dư, ảnh chở lên xe ba gác này ảnh bỏ nè cả nhà, đem đi đổ lên một nơi khác. Nó hoặc là chỗ nào chủng đó thì mình đổ đi. Đó. Đây là cái công đoạn mà anh lấy mặt bằng, anh cuốc ra tới đường luôn, phía ngoài đường nghệ sĩ luôn cô chú anh chị. Thì chiều ngang của cái con đường này là 1m8. Thì có lẽ là đúng ra là đáng lẽ là cái phần đường này á, là cái này là chưa có xây cái đường vào đâu, là do có mộ của Năm Vũ Linh ở đây nên các anh đã làm từ phía ngoài đường nghệ sĩ đi vào luôn cô chú anh chị. Đây là những cái đống cát và bao xi măng, những bao xi măng đây nè cô chú anh chị. Đó. Bây giờ bao nhiêu viên? Theo em bao nhiêu viên? 15 viên chỗ này. Thì ngang, chiều ngang là 5, rồi ngang dài là 3. 15 viên. 3 nhân 5 là 16 trừ 1 là 15. Đó. Anh dùng thước anh đo kỹ càng cả nhà. Trên mộ cậu Năm thì cô chú anh chị thấy nắng rất là nắng luôn cô chú anh chị ơi. Nhưng mà cho dù có nắng nhưng mà mộ cậu Năm vẫn sáng đẹp quá cả nhà ơi. Sáng rất đẹp, có máy niệm Phật ha. Thì sáng hôm nay thì bà con cô bác viếng có phần thưa thớt hơn. Không biết là bà con buồn hay là bà con thấy nắng gì không biết nữa. Nhưng mà thương cậu Năm thì cô chú anh chị mình đến đây viếng mộ cậu Năm nha cả nhà.
khi mà bà con đến thì giá rạp đi rất là nắng luôn. Đó. Khán giả cậu Năm tới. Khán giả cậu Năm tới cả nhà ơi. Giá rạp hoa ra nắng quá cô chú. Nắng quá cô ơi. Khán giả tới, khán giả tới, khán giả cậu Năm tới. Dạ chào các cô, các chú, các gì. Chào chị. Không ngại nắng à. Quá nắng luôn. Các cô, các chị không ngại nắng. Fan fan hâm mộ của cô Năm tới. Nắng thì cũng vẫn không làm cản bước chân của khán giả đến viếng mộ cậu Năm. Vì đến đây viếng mộ chứ không phải viếng cái rạp. Dạ. À, cả nhà thấy không? Bản thân mình cũng đã từng nhiều lần rồi. Cả nhà thấy không? Ở là nắng quá mấy anh phải vào bên đó anh nghỉ mát luôn, núp luôn cả nhà. Đây là ảnh đo thước tắc cho nó kỹ càng đàng hoàng, cho nó tôm tắc cho nó đúng thước tắc này cô chú anh chị. Ở phía ngoài có thùng nhang đó mấy cô mấy chị ha. Mình cứ đến thắp nhang bình thường nha. Là không được hả chú? À vậy là mình phải dặn bà con là không được dặm lên hả chú? Wow, ở phía ngoài kia thì có xe, xe đám tang cả nhà đi ngang qua. Hôm nay trời nắng, hy vọng là đừng có mưa. Nắng cũng được không sao, nắng để cho mấy anh làm cho nó dễ, chứ mưa là nó khó khăn lắm cô chú anh chị. Đây mấy ảnh đo nè, đo cọng dây, ảnh lấy cái ni từ cái phần mộ của cô Năm nè, cái chiều cao á cô chú anh chị, lấy từ cái phần đế rồi xong cái ảnh đổ cái phần cát với lại xi măng ảnh trộn là cao bằng cái phần cái đế của mộ cô Năm luôn. Đó. Ảnh đo rất là kỹ càng ha. Thước tắc đâu đó đàng hoàng, rất là kỹ càng. Là đây là cái đường đi vô tới đây luôn nè cả nhà. Tới chỗ này luôn. Ừ. Thì có lẽ là dự kiến là cái phần này thì tới chiều, anh làm tới chiều mới xong á, chứ giờ này thì mới lót được có mấy viên đá thôi. Giờ này cũng 11, 12 giờ trưa rồi. Trời đứng bóng rồi. Cả nhà nhìn trên mặt trời nè. Đó, rất là nắng luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi bây giờ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Khi nào có gì diễn biến mới thì em sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, theo dõi, yêu thương cũng như ủng hộ.